Nằm ở độ cao 143m, bao quát toàn vịnh Hạ Long phía bên dưới với tầm view 360 độ. Thì hai tòa tháp này sẽ được lấy ý tưởng từ hòn Trống Mái. Và những căn hộ ở đây thì đều được thiết kế bởi kiến trúc sư rất nổi tiếng, nằm trong top 10 kiến trúc sư thế giới. Tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhà F, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình ngày hôm nay tại thành phố biển xinh đẹp Hạ Long. Và như mọi người đang thấy thì đằng sau lưng chúng ta chính là một bức tường mang tính biểu tượng của dự án Phoenix Legend Hạ Long Bay. Và với những thông tin mà Nhà F đã tìm hiểu được thì dự án của chúng ta được đầu tư bởi công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Thuận Phát, là một thành viên của IRB Holdings. Và dự án thì đang được vận hành bởi tập đoàn Accor với thương hiệu M Gallery. Và dành cho những ai đang quan tâm đến dự án của chúng ta thì dự án đang được phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần bất động sản Indochine và Vietnam Homes Group. Và đây đều là những đơn vị phát triển và kinh doanh bất động sản hàng đầu tại Việt Nam theo nhiều tổ chức và cá nhân uy tín bình chọn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm dự án này. Đi thôi! Dự án của chúng ta thì có vị trí tại đồi 1 phía tây cầu Bãi Cháy và nằm ở độ cao 143m, thế nên là sẽ có hướng phong thủy phải nói là đẹp bậc nhất trong khu vực. Và đứng từ dự án thì chúng ta có thể dễ dàng bao quát toàn vịnh Hạ Long phía bên dưới với tầm view 360 độ. Và thực sự là Khánh Linh nghĩ đây là một điểm rất là ấn tượng khi mà từ dự án chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận đến những khu vực giải trí và tiện ích lân cận. Ví dụ như là công viên Sun World Hạ Long Park này, bãi tắm Hạ Long, tổ hợp thương mại và giải trí Hạ Long Marina, khu vui chơi quốc tế Tuần Châu và trường quốc tế Singapore SIS. Bên cạnh đó là hệ thống giao thông được kết nối hết sức thuận tiện với cầu Bãi Cháy này, hay là đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh, thì Khánh Linh nghĩ là dự án này của chúng ta trong tương lai gần thì sẽ vô cùng hấp dẫn. Rất cảm ơn Khánh Linh với phần chia sẻ vô cùng đầy đủ về vị trí của dự án. Còn về quy mô thì sao? Phoenix Legend Hạ Long Bay sẽ có quy mô là 3,3 ha với một độ xây dựng chỉ khoảng 24% và sẽ chia thành hai phân khu là thấp tầng và cao tầng. Ở phân khu thấp tầng thì chúng ta sẽ có khoảng 26 căn biệt thự được đặt tên khác nhau cho từng căn, và mỗi căn thì đều sở hữu bể bơi riêng này, 4 tầng này, view vịnh rất là đẹp. Và tất cả những căn biệt thự ở đây thì đều đã được hoàn thiện phần thô và sẵn sàng bàn giao. Về phân khu cao tầng thì chúng ta sẽ có hai tòa tháp cao 20 tầng nổi và hai tầng hầm. Trong đó thì sẽ có 163 căn hộ được thiết kế theo tiêu chuẩn M Gallery cao cấp nhất của thương hiệu toàn cầu Accor. Bên cạnh đó còn có Skybar View Panorama ôm trọn vịnh kỳ quan, bể bơi vô cực và giếng trời. Và nếu như mọi người nhìn kỹ hơn một chút thì hai tòa tháp này sẽ được lấy ý tưởng từ hòn Trống Mái, cũng là những nét rất đặc trưng ở vùng đất này. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một trong những căn hộ mẫu rất đẹp tại đây. Xin mời. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi review căn hộ mẫu ngày hôm nay. Đây là một căn hộ mẫu được thiết kế theo chuẩn M Gallery với full nội thất 5 sao được bàn giao. Và những căn hộ ở đây thì đều được thiết kế bởi kiến trúc sư rất nổi tiếng, nằm trong top 10 kiến trúc sư thế giới. Đó chính là kiến trúc sư Salvador Perez Arroyo, người Tây Ban Nha. Đấy, nếu như mọi người chưa biết thì kiến trúc sư này cũng đã từng có một quãng thời gian rất lâu sinh sống và làm việc tại Việt Nam, và cũng từng tham gia thiết kế Bảo tàng Quảng Ninh. Đó, nằm ở ngay gần dự án thôi. Chính vì lý do đấy cho nên là khi mọi người nhìn vào tổng quan của những căn hộ ở đây thì mọi người sẽ thấy nó là những cái sự giao thoa giữa những đường nét thiết kế mang tính hiện đại của phương Tây này kết hợp với những nét truyền thống của kiến trúc phương Đông. Đấy, nó tạo ra một cái không gian tổng thể rất là ấm cúng, rất là hài hòa, ngay cả những cái người đầu tiên bước đến đây. Đúng vậy, và theo như thông tin mà Khánh Linh tìm hiểu được thì những chủ nhân tương lai tại M Gallery thì sẽ được hưởng những lợi ích đi kèm, mà trong đấy nổi bật phải kể đến đó chính là dịch vụ khách sạn theo yêu cầu. Bên cạnh đó là dịch vụ bảo vệ 24/7. Ngoài ra thì còn có dịch vụ trợ giúp này, quản gia này, và người phục vụ bespoke, tức là có thể đáp ứng tất cả những yêu cầu của mọi người nữa. Và thêm một thông tin nữa cho mọi người nếu như chưa biết thì thương hiệu M Gallery thực chất là một thương hiệu hạng premium của Accor. Đó, và chúng ta có M Gallery Yên Tử này, M Gallery Sapa này, thì đây là thêm một M Gallery nữa, mà cái màu sắc cũng như là đường nét thiết kế nó gợi cho chúng ta rất nhiều cái sự quen thuộc. Không biết là ở đây đã có ai đi những M Gallery trước đó chưa thì có thể comment ở phía dưới cho chúng tôi được biết nhé. Còn quay trở lại căn hộ mẫu ngày hôm nay của chúng ta thì đây chính là một căn hộ mẫu có diện tích khoảng hơn 100m², 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Đấy, và có một cái phần lô ra ở đằng trước rất rộng để ngắm view vịnh. Đây, nằm ở ngay bên này. Quay trở lại phần nội thất ở bên trong thì cửa ra vào nó sẽ nằm ở phía bên này này. Và ở ngay bên cạnh cửa ra vào chúng ta sẽ có tủ để giày, kệ trưng bày này. Và tiếp sau đó sẽ là khu vực bàn ăn.
rất là ấm cúng ở ngay đây. Đúng vậy. Và như nhà ép cũng có chia sẻ ở phần đầu chương trình thì dự án này của chúng ta về cơ bản là sẽ có hướng phong thủy rất là đẹp. Cùng với đó là tầm view sẽ bao quát Vịnh Hạ Long. Thế nên là cái khoảng lô ra mà anh Duy vừa nói thì sau này sẽ giúp chúng ta có thể tận hưởng được hết vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long ở phía bên dưới. Rồi. Cùng với đó là khuôn viên rất là nhiều cây xanh của dự án này. Và trong này thì phía góc mà Linh và anh Duy đang đứng chính là khu vực bàn ăn, được thiết kế một cách rất là khoa học và duyên dáng. Và bên này thì chính là khu vực bếp trong căn hộ. Mặc dù là một căn hộ theo phong cách nghỉ dưỡng, tuy nhiên thì ở trong này vẫn khá là đầy đủ, được đúng trang vậy. Bị tủ bếp, hai tủ bếp ở hai bên đấy, để cho chúng ta có thêm những cái không gian chứa đồ này. Ở trong này sẽ là bồn rửa, bếp nấu điện. Trên này sẽ là máy hút mùi cộng với cả cái phần tủ bếp ở trên, được thiết kế cánh kính mờ như thế này. Thì anh đánh giá cái thiết kế này nó rất là nhẹ nhàng và nó đầy đủ. Đấy. Chính xác. Và đặc biệt thì các thiết bị bếp ở đây khi mà được chủ đầu tư bàn giao thì sẽ là của thương hiệu rất uy tín Hafele. Còn ở phía bên này đó chính là cái không gian phòng khách, nó được thiết kế rất đẹp với một bộ thảm ở dưới này và có hai phần ghế để ngồi. Thì đây là sofa, bên kia là armchair, thì có cái màu rất là đối lập với nhau, một bên là màu xanh, một bên là màu đỏ. Tuy nhiên thì cái gam màu này nó làm cho cái căn phòng nó trở nên rất là đặc biệt. Và nếu như mọi người mà có yêu thích phong cách kiến trúc Indochine thì chắc hẳn là mọi người cũng sẽ cảm nhận được cái hơi hướng nó toát ra từ những cái đồ nội thất trong căn hộ này. Vì như anh Duy cũng có chia sẻ là M Gallery thì rất là nổi tiếng với cái sự giao thoa phong cách giữa phương Tây và những cái nét Á Đông cổ điển. Vậy thì Khánh Linh thấy là cái phòng khách này nó thực sự nó nói lên được cái phong cách của cả cái dự án này. Đúng rồi, nó có sự kết hợp giữa rất nhiều vật liệu, mọi người thấy không? Tức là ở cái phần viền của ghế sẽ là gỗ, ở trong màu. Lòng của ghế thì sẽ là da lộn với cả chất liệu nỉ kết hợp với nhau. Đấy, nó tạo ra một không gian thực sự rất là đặc biệt. Nó gọi là heritage. Đúng rồi. Ở bên này chúng ta sẽ có một cái kệ tivi này. Đấy, kệ tivi này thì cũng được kết hợp rất nhiều vật liệu như mình vừa giới thiệu này, có kim loại, có gỗ. Đó. Nhìn nó rất duyên nhỉ. Duyên Khánh Linh dáng. Thấy sao với không gian này? Khánh Linh thấy là nhẹ nhàng, duyên dáng, có chiều sâu, mang cả nét đẹp văn hóa nữa. Mà nó nhẹ nhàng làm cho mình có cảm giác thực sự rất là muốn nghỉ dưỡng khi mà bước vào căn hộ này. À, quên chưa giới thiệu tới mọi người thì toàn bộ những căn hộ ở đây sẽ được trang bị hệ thống điều hòa âm trần. Đó, và cái phần trần ở trên thì cũng được làm khá đẹp, ánh sáng cũng được thiết kế vừa phải thôi, tạo cho chúng ta cảm giác thực sự nó rất là dễ chịu khi bước vào đây. Hai phòng ngủ thì sẽ được thiết kế tách biệt hai bên bằng hai lối đi riêng biệt, thì nó sẽ tạo ra những cái sự riêng tư nhất định. Bây giờ thì mọi người có muốn cùng chúng tôi xem lần lượt từng phòng ngủ không? Đây, đầu tiên là phòng ngủ bên này đi. Và trước khi vào đến phòng ngủ thì chúng ta sẽ có một phòng vệ sinh ở ngoài này. Và phòng vệ sinh này thì sẽ có thể sử dụng chung cho khu vực phòng ngủ cũng như là những không gian ở bên ngoài. Và phòng vệ sinh thì Khánh Linh thấy là có một cái diện tích rất là vừa phải và hợp lý. Ánh sáng thì cũng dịu dàng vừa đủ. Và trong này tông màu cũng tươi sáng nhẹ nhàng. Và đặc biệt là như mọi người sẽ thấy, sau lưng Khánh Linh chính là một bức tranh Vịnh Hạ Long. Và để mang thêm cái hơi hướng biển cả ở trong này thì mọi người có thể nhìn thấy ở dưới sàn cũng có được lát gạch màu xanh xanh ngọc bích hình vảy cá trông rất là xinh. Về phần công năng thì trong này chúng ta sẽ có khu vực sen tắm đứng này, được ngăn cách với không gian bên ngoài bằng một cánh cửa kính mờ rất là vệ sinh. Phía bên ngoài này thì sẽ là toilet này, các thiết bị toilet và bồn rửa thì đều đến từ những thương hiệu cao cấp. Còn ở phía bên này sẽ là phòng ngủ với thiết kế 5 sao. Đấy, bước vào bên trong này thì chắc chắn là cảm giác dễ chịu và thoải mái là cảm giác đầu tiên mà mọi người sẽ cảm nhận thấy. Ở đây chúng ta sẽ có một chiếc giường rất là lớn, đệm thì cực kỳ êm này. Phía đối diện sẽ là bàn làm việc kết hợp với bàn trang điểm. Phần đầu giường ở bên này nhá, thì mọi người thấy là cái họa tiết của nó cũng sẽ tương tự như là trong phòng tắm mà Khánh Linh vừa review vừa trải nghiệm. Đấy, nó mang lại cho chúng ta cảm giác rất là Hạ Long. Hai bên đầu giường thì sẽ là đèn đọc sách này, rồi hai táp đầu giường nữa. Túm lại là thiết kế rất đầy đủ, không thiếu một thứ gì cả. Và đặc biệt do đây là một căn hộ nghỉ dưỡng cho nên là mọi người sẽ thấy là có cái phần cửa sổ ở bên ngoài nó rất lớn, kích thước tràn viền luôn, để giúp cho chúng ta mỗi buổi sáng thức dậy là mình sẽ nhìn ngay được cái vịnh rất là đẹp ở phía trước. Phòng ngủ còn lại trong căn hộ ngày hôm nay sẽ là một phòng ngủ master. Và chắc chắn rồi, phòng ngủ master thì sẽ có nhiều ưu điểm hơn so với phòng ngủ phụ ở phía bên này mà chúng ta vừa trải nghiệm. Đầu tiên thì phòng ngủ này sẽ có một phòng vệ sinh khép kín nằm rất là hợp lý ở phía trong này. Và ở phía bên ngoài thì chúng ta sẽ có một cái phần ban công rất là rộng. Nhưng phần ban công này thì có thể tiếp cận từ phía phòng khách. Đúng lại là sẽ là một cái nơi rất là thú vị để mà ngồi ngoài hóng gió, ngồi ngoài đọc sách, ngồi ngoài hưởng gió trời. Rất hay. Đấy, còn thiết kế ở trong phòng ngủ này thì mọi người sẽ thấy là cái thiết kế của nó sẽ có một cái ngôn ngữ chung với phòng ngủ phụ ở phía bên kia. Nhưng ở bên này thì có chăng là cái diện tích của nó sẽ được ưu ái rộng hơn một chút.
Khánh Linh thấy là những ai mà đam mê phong cách kiến trúc Đông Dương ấy, hay là tiêu biểu như em đi, cũng một thời gọi là đam mê phong cách Indochine, thì thực sự là bước vào trong này cảm thấy sẽ rất là thích mê tít từng cái đường nét bo tròn mềm mại từ là trên trần nhà này hay là đầu giường này, hoặc là như mọi người thấy cái hơi thở Đông Dương nó rất là rõ nét từ những cái vật liệu trang trí ở đầu giường nhá, những cái tấm nan như thế này, rồi là viền gỗ tối màu này, tủ quần áo cũng thấy rất là duyên dáng, rồi là cái đèn ngủ này nhá, mọi người sẽ cảm thấy là cái hơi thở châu Á, đặc biệt là Việt Nam ấy. Vì em nhìn đây, nếu như em không nhầm thì đây chính là lá rong. Lá rong á? Vâng. Thực sự là anh chắc chắn là những người phụ nữ khi mà xem chương trình ngày hôm nay, khi mà được thấy cái căn hộ này thì đều sẽ rất thích rồi. Nhưng không chỉ phụ nữ đâu, mà mình nghĩ là ngay cả cánh đàn ông thì cũng sẽ rất thích cái thiết kế của căn hộ này, bởi vì là nó có sự hợp lý này. Và những cái đường nét của nó thì mình phải nói là nó rất hài hòa. Không biết là ở bên trong phòng tắm này thì thiết kế của nó sẽ như thế nào, Khánh Linh có thể giới thiệu tới mọi người được không? Phòng tắm bên này thì có diện tích lớn hơn, vẫn với thiết kế tương tự, nhưng chúng ta sẽ có thêm một ô cửa kính rất là lớn để có thể vừa ngâm bồn vừa ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài. Cùng với đó, về phần công năng thì sẽ có tất cả mọi thứ mà mọi người cần này, giá để khăn này, trông rất là điệu đà này, bồn rửa này, gương, hai tấm gương lớn luôn ở phía hai bên. Phía bên này sẽ là toilet cũng như là sen tắm đứng. Và vừa rồi thì chúng ta đã vừa cùng nhau tham quan, review và trải nghiệm dự án Phoenix Legend Hạ Long Bay. Dự án thì đang đi vào quá trình hoàn thiện, đặc biệt là khu thấp tầng thì hiện đã xong phần thô và sẵn sàng bàn giao. Còn khu cao tầng thì hiện đã cất mái và đang hoàn thiện nội thất để dự kiến là sẽ bàn giao tới tay quý cư dân vào quý 1 năm 2025. Và tất cả những loại hình bất động sản ở đây thì đều có thể sở hữu lâu dài. Không biết là Khánh Linh nghĩ sao về dự án ngày hôm nay của chúng ta? Khánh Linh thấy là ngày hôm nay nhà F đã được đi tham quan và trải nghiệm một dự án, phải nói là từ mức độ đầu tư này cũng như là tiến độ, thực sự em rất là ấn tượng. Cùng với đó là căn hộ mẫu hôm nay nhà em đã được tham quan và trải nghiệm, mang cái hơi thở của em gallery một cách rất là rõ nét. Từng cái đường nét đều rất là tinh tế, hài hòa, trang nhã. Và thực sự Khánh Linh nghĩ đây sẽ là một cái điểm đến rất là thích hợp, cũng như là một cái sự đầu tư sẽ rất là lý tưởng dành cho những ai mà đang quan tâm đến bất động sản tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Không biết là mọi người nghĩ sao với những bình luận và những quan điểm vừa rồi của chúng tôi? Mọi người có thích dự án ngày hôm nay không? Hãy để lại comment ở phía dưới để chúng tôi được biết nhé. Và nhé, thì rất cảm ơn mọi người đã bớt một chút thời gian quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và chúng ta thì sẽ còn gặp lại nhau ở trong rất rất nhiều chương trình sắp tới. Và trong thời gian chờ đợi thì nhớ đăng ký để ủng hộ chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.